Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đến từ Hawaii do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là một chương trình phỏng vấn đặc biệt. Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đến từ Hawaii cũng có một cái đề tài để mà thảo luận nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp xúc lại Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn để nhằm tìm hiểu về khi mà chúng ta hội thảo về một cộng sản Việt Nam sẽ bị sụp đổ theo một cái kịch bản nào đó thì cái đề tài thuyết trình của Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn là đề tài như thế nào và cái sự chọn lựa của Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn khi mà dùng cái đề tài này để mà thuyết trình cùng với lại đồng hương Việt Nam tại vùng thủ đô hà thành Đốn và chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn chúng tôi trước hết xin kính chào tiến sĩ nguyễn anh tuấn dạ vâng tôi xin chào anh và dạ. tất cả quý vị khán thính giả dạ khi mà tiến sĩ nguyễn anh tuấn đến đây đó thì cũng nhiều người trong cộng đồng rất là xôn xao dạ. tức là muốn hiểu khi mà chúng ta nói về cái một cái kịch bản để mà cộng sản việt nam nó sụp đổ đó thì cái đề tài sẽ thuyết trình là chiến lược toàn cầu của tổng thống donald trump và một dự phóng cho tương lai dân chủ của việt nam cái sự chọn lựa như vậy nó có một cái gì đặc biệt và đối với là tiến sĩ cái sự chọn lựa này nó phù hợp với lễ kịch bản như thế nào để mà chúng ta có được một cái viễn ảnh tốt đẹp cho đất nước của chúng ta à, thưa anh và tất cả quý vị khán thính giả là chúng ta biết rằng cái vận mệnh của đất nước của chúng ta từ xưa đến nay không bao giờ được độc lập không bao giờ được tự quyết không bao giờ được tự chủ mà đều do những cái làn sóng lịch sử của thế giới nó tràn vào. Chẳng hạn như chiến tranh Việt Nam, trong cái tình hình thế giới hiện nay, thì chúng ta thấy nước tàu nhờ sự giúp đỡ của nước Mỹ trong 70 năm qua đã có một cái nền kinh tế lớn mạnh như vậy. Nhưng mà từ khi nước tàu trở nên lớn mạnh, thì nước nào trở nên đe dọa với cái vị trí của Mỹ và đồng thời đe dọa tất cả những quốc gia lân bang tại Á Châu, trong đó có Việt Nam. Vậy thì cái vấn đề ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump có một cái chính sách là phải ngăn chặn nước tàu trong cái tham vọng bành trướng đó và nói cho nước tàu biết rằng đã vi phạm tất cả những luật lệ của quốc tế đã ký kết từ mấy năm qua. Và bây giờ nước tàu phải tuân theo những cái luật lệ đó. Cho nên mới có cái chuyện chiến tranh mộ dịch giữa tàu. Vậy thì cái cuộc chiến tranh đó thì tất cả như anh và tất cả quý vị khán thính giả đều biết là nước tàu đang sinh vĩnh và nước tàu sẽ đi đến một cái kết quả là một là phải nước tàu phải thay đổi hai là nước tàu phải sụp đổ cả hai cái đó đều có lợi cho cái vận mạng việt nam bởi vì cái vận mạng việt nam bị khuynh đảo bị kiểm soát hoàn toàn cho nước tàu cho nên nước Tàu phải rơi vào cái tình trạng đó thì đất nước Việt Nam mới sống còn được. Nhưng mà một cái yếu tố khách quan, vấn đề môi trường đó, có thể là một những yếu tố để mà Cộng sản Tàu sắp đổi không? Chắc chắn, tại vì những yếu tố nội tại của nó tôi đã trình bày. Nước Tàu không có tương lai. Sau khi tôi đọc cái cuốn Death by All China của Peter Navarro thì tôi thấy nước Tàu không có tương lai. Tại sao không có tương lai? Tại vì Nước tàu có 400 dòng sông 65% bị ô nhiễm Tất cả đất đai của nước tàu Bị ô nhiễm 75% Tương lai nước tàu Sẽ khổ sở vô cùng về môi trường Bởi vì hàng năm Chết cả trăm ngàn người Rồi Ngày hôm nay Nước tàu Mỗi một năm giết 130 triệu thai nhi. Và đồng thời, nước tàu lớn mạnh về kinh tế. Nhưng mà 95% dân tàu vẫn còn chống trong, trong nghèo đói sát sơ. Cho nên nền kinh tế đó là nền kinh tế chỉ huy của Cộng sản dưới cái mặt tư bản. Nhưng mà cái cái, 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 vấn đề quân sự của Tàu rất là mạnh. Và như thế nó không có một cái 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 cái, cái, cái căn bản nào cả bởi vì tất cả những sự lớn mạnh của nước tàu là tùy thuộc vào nơi mỹ thứ nhất về thị trường thứ hai về kỹ thuật thứ ba về khoa học thứ bốn về tài chính rất là nhiều bây giờ donald trump chỉ mới đánh thuế thôi nước tàu đã xiềng niệm rồi ngày mai ông ấy ra lệnh tất cả những cái gọi là những kỹ thuật chiến lược sẽ không được cho vào nước tàu nữa thì tất cả máy móc tàu bè của tàu sẽ không được sử dụng nữa. Thế thì chúng ta thấy tương lai nước tàu nằm ở chỗ nào? Như vậy... Yếu tố nội tại đã không có tương lai, yếu tố ngoại tại lại không có tương lai. Cho nên đó, nó đẩy nước tàu đến phải chỗ phải sửa đổi hay là sụp đổ. Như vậy thì Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ theo cái, 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 cái Tất cái nhiên, cái kịch bản đó. Tất nhiên, tại vì tật, bây giờ, thí dụ như bây giờ, một ngày nào đó, không lâu đâu, nước tàu có thể bị đuổi ra khỏi Liên hiệp Quốc đuổi khỏi của WTO. Lúc đó nước tàu như một con cua gãy càng Nhưng mà cái mô thức nào, cái 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 mechanic nào rồi? Bây giờ Donald Trump đã nói rồi rằng tất cả những quốc gia nào mà vi phạm nhân quyền mà không tuân hành theo cái hiến chương của Liên Hợp Quốc chúng ta cần phải xét lại những con người đó. Và Tổng thống Donald Trump cũng phải là như những Tổng thống trước. Ông ta nói là ông ta làm. Cho nên luật lệ quốc tế sẽ được áp dụng nghiêm chỉnh chứ không phải là nới lỏng như những cái thời kỳ trước. Đó là lý do. Cho nên anh và tất cả quý vị thính giả thấy rằng yếu tố nội tại cũng chết mà yếu tố ngoại tại từ bên ngoài đánh vào cũng chết. Cho nên người cộng sản Việt Nam phải thấy được cái chiều hướng chuyển biến của lịch sử như vậy để rồi thích nghi với nó cũng như cộng đồng của chúng ta, phải không ạ? Yeah. Dạ, và chúng ta còn 2 phút nữa, tiến sĩ có thể cho biết thêm là khi mà Cộng sản Tàu nó sụp, thì Cộng sản Việt Nam sẽ sụp, và cái dự phóng cho tương lai dân chủ của Việt Nam thì cái sự hình thành dân chủ của Việt Nam nó sẽ ở trong cái mô thức nào? À, đó yeah. là câu Tổng thống Donald Trump có nói câu này, chúng tôi không áp đặt cái lối sống của chúng tôi lên bất cứ một quốc gia nào, nhưng mà hãy để cho lịch sử của Hoa Kỳ chiếu sáng cho mọi người chiêm ngưỡng, cái lịch sử đó là gì? Cái lịch sử đó là xây dựng cái nền dân chủ. Đó là cái lý do tại sao tôi đã bỏ ra 30 năm để nghiên cứu về sự thành lập quốc gia này. Và ngày hôm nay tôi sẽ lấy tất cả những cái kinh nghiệm lịch sử đó để mà giúp cho Việt Nam có một cái tương lai dân chủ. Xin được cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. À, Kính thưa ý, à, để mà tiếp tục à, chúng ta biết được à, những cái tiến trình như thế nào, và những cái mô thức ra sao thì chúng tôi xin được kính mời quý vị đến với lại một cái cuộc hội thảo về chính trị vào ngày 13 tháng 7 năm 2019 tại Providence Center ở Fortress, Virginia. À, chúng ta sẽ gặp lại tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn và nơi đó chúng ta là một cái cuộc hội thảo mở rộng. À, quý vị có thể được đặt nhiều câu hỏi và thảo luận với lại diễn giả và ngày hôm đó cũng có diễn giả là nhà bình luận gia Đại Dương cũng có mặt ngày hôm đó. À, chương trình chúng tôi vì lý do thời lượng à, chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn rất là nhiều. Dạ. Vâng, tôi cũng xin cảm ơn anh và tất cả quý vị khán thính giả. Dạ. Cả phó, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Chồng, bố, ông của chúng tôi là ông Nguyễn Văn Ái, pháp danh Nguyên Đạo, từ trần ngày 10 tháng 7 năm 2019 nhằm ngày 8 tháng 6 năm kỷ hợi tại Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. Linh cửu được quàng tại The Funeral Home 5308 Blacklick Road, Springfield, Virginia 22151, điện thoại số 703 941 9428. Chương trình tang lễ Chủ nhật 14 tháng 7 2019, lễ phát tang lúc 9 giờ sáng thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối, nghi thức Phật giáo từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Thứ hai, 15 tháng 7 2019, thăm viếng từ lúc 9 giờ đến 10 giờ sáng, nghi thức Phật giáo 10 giờ sáng. Lễ di quan và lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ sáng tại National Memorial Park 7482 Lee Highway, Fortress, Virginia 22042, điện thoại số 703-560-4400, tan gia đồng khắp báo. Cá phó này thay thế thiệp tang xin miễn phúng điếu kính thưa quý vị bản tin hoa thành đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washington dc at sptn tv kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình minh thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới